Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Như vậy là kết thúc ở tập lần trước, chúng ta thấy một khung cảnh rất là lãng mạn và câu chuyện rất là cởi mở và rõ ràng giữa cò và chim sẻ. Và hình ảnh cuối cùng là hình ảnh vô cùng ấn tượng, chim sẻ cười rất tươi bên cạnh cò. Và trước đó thì chúng ta cũng thấy được rằng máy bay dường như cũng đã chuyển hướng bay của mình về phía chim sẻ và để lại dâu trong một sự nuối tiếc ngỡ ngàng của chính cô. Trong tập tiếp theo này thì Vương đang tự hỏi là không biết là cái cuộc đua giữa máy bay cùng với chim sẻ và cò thì cái nào nhanh hơn. Không biết được là ở này thì máy bay có đuổi kịp chim sẻ hay không. Và bây giờ là lúc chúng ta cùng đến với hành trình kết nối những trái tim. Nào, xin mời. Nắng rơi trên môi em, cho lòng anh luôn khát khao với một ngày mai mình cùng chung bước đi đến nơi thiên đường. Ở nơi đó có đôi mình thôi, và ở nơi đó chỉ có tình yêu đôi ta. Chim sẻ tuyên bố khép lại với máy bay và cô đang mở lòng với cò. Máy bay bắt đầu quan tâm chim sẻ, điều này làm cho dâu bị sốc. Ròm và gà điện vẫn mãi như hai đứa trẻ, thương nhau rồi lại hờn giận nhau. Ngựa vằn không có biểu hiện gì, có thật là anh chàng đứng ngoài mọi câu chuyện tình cảm. Sáng nay, trên đường mang tôm cá từ đầm Ô Loan ra chợ bán. Dường như người dân ở đây, ai cũng thắc mắc khó hiểu bởi có một đôi trai gái cùng mặc áo hồng, cứ ngồi bên mé đầm rất lâu mà chẳng ai nói với ai lời nào. Khuôn mặt lúc thì căng thẳng, lúc thì sầu não. Dường như không thể im lặng mãi, chàng trai mặc áo hồng đã lên tiếng trước. Không có gì nói rồi. Cứ về hoài, không ổn. Thứ nhất là giờ hai mình đừng giận nhau nữa. Thà mình cứ bình thường như bao người. Đó. Một sự im lặng đến khó hiểu thay cho câu trả lời của cô gái ngồi kế bên. Trong lúc đó thì đồng đội của họ đã bắt đầu công việc của một ngày mới. Dạ dạ con tìm mấy luôn, tính chẳng mấy luôn đi ăn sáng chung với tụi con không? Dạ. Cái đi, cái đi không? Dạ cho em một gói đậu đen mặn. Có ăn thêm rau hay thêm gì không? Nói cô lấy. Những tô bún bò thơm lừng, những ly chè quê ngọt ngào. Nếu thấy được những hình ảnh như thế này thì hai người mặc áo hồng ở mé đầm chắc có lẽ không thể ngồi im lặng mãi. Không có gì đâu, đừng có tùm nó thẳng đi. Chứ giờ ngồi im đây tới trưa cũng làm được gì đâu, còn nhiều việc chờ mình phía trước nữa. Nhiều lúc suy nghĩ cô làm ngắn quá. Nghĩ gà điện gà rẻ tiền quá. Bạn giỡn thì bạn chả để ý đến ai, mà khi người ta giỡn bạn để ý từng ly từng tí để mắc lỗi, để bạn thái độ. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Sáng nay thì tụi con xin phép Bì sang, mấy anh em nam sẽ giúp đỡ để làm cái đồng, cái chuồng cho bạn. Nói là chiếu được chị cũng rất cảm ơn bên bên dạ. Trên vậy các cháu hết tất cả chứ chứ bỏ tiền bỏ bạc ra mà mua thứ những vật liệu thứ đó chắc bé cũng thiệt. Vâng ạ, không tụi con sẽ làm. Với trưa nay tụi con xin phép được nấu cơm với nhà mình, mới mời ông bà dùng bữa cơm, em Luân dùng bữa cơm với các anh ở đây dùng bữa cơm với tụi em luôn, con luôn. Dạ. Sau khi được sự đồng ý của ông bà, 7 thành viên đã bắt tay ngay vào triển khai công việc. Riêng cò sáng nay được phân công nấu cơm cùng chim sẻ, có vẻ như đây là một nhiệm vụ trong mơ của anh chàng. Đúng rồi, vậy thì em đã hiểu. Giờ thì em đã hiểu. Đúng rồi, anh không biết thì thôi luôn đi, nói chi nữa. Và đây là kết quả của giấc mơ chưa. Sorry mọi người. Tạm gác qua hậu quả của giấc mơ chưa, 7 thành viên đã có một bữa trưa trông rất ngon để mời gia đình bé Luân. Dạ con mời ông bà ăn cơm, em mời anh, em mời mọi người ăn cơm ạ. Chương trình hôm nay ăn rất ngon mà có mùi ý như là cơm mới.
Theo cái bọn đang lên phạt cả hai người không? Một người vì cái tội là làm khê cơm và một người là vì cái tội làm người kia làm khê cơm. Thì em mới chia sẻ chuyện lang bang đó đến nỗi mà em giờ em không nhớ nồi cơm bị khê luôn. Trở thành kẻ tội đồ với nồi cơm khê, nhưng sau bữa trưa đó, còn lại là cái tên được các cô gái nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Mệt nhỉ, được người yêu mệt nhỉ. Nhà ấy mình khỏe nhỉ, chợ em mang nó ngó. Nó mới bay tỏ tình cô về. Tất nhiên. Nó đang cứng họng. Im, nó đang cứng họng. Tôi không biết. Rồi, nó coi tỏ tình cô về không? Cò cũng chưa phải là có tình cảm với tôi á. Trả lời thật. Nếu nghe được những lời vừa rồi của chim sẻ, chắc anh chàng sẽ dùng tay không để bẻ đôi khúc tre chứ không cần đến cưa. Còn anh chàng này chắc cũng sẽ dùng tay không nhưng là để bẻ đôi cây cưa. Theo sát các anh chị trong suốt buổi làm việc, thoáng đâu đó trong ánh mắt của bé Luân ánh lên một niềm vui. Dường như chưa bao giờ ngôi nhà này đông người đến vậy, rộn rã tiếng nói cười. Ngay cả khi trời đột ngột chuyển cơn mưa. Đêm dài nghe tiếng giọng có buồn à. Come here, so cool. Hey, come, come to the lake. Yeah. Có câu rảnh rỗi sinh nông nổi. Trong những lúc chuẩn bị cho bữa cơm chiều, Ròm đã có những phát ngôn rất khó đỡ. Bà ơi, bà nhìn con có đẹp không bà? Vậy con có lấy được chồng không bà? Vậy sao bây giờ con chưa có người yêu? Tại con bị khùng á. Má chân nửa tháng nữa gặp người yêu cũng tới chân. Nửa tháng nữa? Chết thật. Nhưng mà mẹ không cho con yêu sớm, mẹ con bảo là đang còn nhỏ phải lo học. Nên mẹ con không cho con yêu. Bà ơi bà. Bà ơi bà. Bây giờ nhá, ví dụ như nhá, một anh chồng đẹp trai với một anh chồng giàu, con nên lấy ai hả bà? Một anh chồng nghèo mà đẹp trai, một anh chồng giàu mà xấu trai, bà nói con nên lấy ai bây giờ? Lấy thằng lấy người xấu á. Lấy người xấu mà giàu hả bà? Mà giàu, mà giờ mình chỉ xuống cái mạng mình nó sướng, bán thân mình bớt. Vậy hả bà? Đẹp trai tương xứng mình ngó đẹp con mắt mà giờ khổ đói thì cái con người mình vất vả quá thì không được, không nên gặp người đẹp. Yeah. Có thể đó là cách bà trả lời vui cho câu hỏi của Rom. Nhưng phảng phất đâu đó, người ta thấy được cái nghèo là nỗi sợ hãi, là nỗi ám ảnh của những người dân nơi đây và họ khao khát được thoát ra khỏi nó. Tối hôm ấy, trong lúc các cô gái đã ngủ say, thì các chàng trai lại có những hành động thật khó hiểu. Có lẽ họ muốn tạo cho các cô gái một bất ngờ. Dạ. Mời mọi người ra ngoài tìm đây. Ai chưa có gì hết rồi đi mất tiêu rồi. Chưa coi mà. Cho em hỏi ma hay là bộp vậy? Nạn nhân đã yêu cầu con ma đứng lại để xem mặt kỹ hơn. Có lẽ đây là màn dọa ma có 102. Thật là tội nghiệp cho con ma. Chả có gì cả. Chúng ta chỉ có một ít do chính tay tất cả các bạn nam vừa dùng tất cả sức sáng tạo lẫn tình cảm của mình dành tặng cho ba bạn gái. Ở đây sẽ có bốn hình vẽ tượng trưng cho tương ứng với bốn người con trai. Các bạn sẽ lần lượt lựa chọn cái hình nào mình yêu thích nhất và đoán đó là ai. Được chưa? Chúng ta có ba, chỉ có ba người thôi. Cho ba người. Và các bạn nam lưu ý chúng ta chuẩn bị tinh thần. Ai chọn trước? Mời chim sẻ. Đang xem ai là ai? Em chỉ được chọn một và em đoán đó là ai thôi.
Rồi ok. Yeah, yeah. Xin mời dâu. Dâu cái gì cũng được hết. Không có cần phải suy nghĩ gì. Xin mời Ron. Rồi, bây giờ chim sẻ đầu tiên, chim sẻ đón đó là ai? Đây là anh nói đây. Yeah. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh. Chim sẻ, em sẽ ăn trứng này bằng cách là lấy cái trứng này đập vào đầu. Đập vào em, tôi chứ đập vào đầu. Không. Xin mời em, xin mời em. Em đập vào đầu vậy đi anh. Anh nội ơi. Bây giờ là trứng là mấy bạn nam là kiểu như là muốn làm chân để tặng cho mấy thằng nữ. Thằng này điện cho thằng thằng người thôi. Muốn tặng cho đồm đi giúp đồm thôi. Trân trọng một xíu. Ăn đi, cho bạn biết là tôi là ngậm đắng nuốt cay cỡ nào. Ăn đi cho biết. Chỗ tay. Nè, rồi ăn luôn rồi. Bọt. Đây, rồi ăn miếng trứng vô. Ủa đâu có cay đâu. Ok á. Không cay. Nha ngon lành à. Thích chè lòng ớt rồi. À, không cay nữa. Rồi. Nói chung là thời gian qua mình sẽ sao. Ủa con thử ngầm đắng nút kia thế nào. Con ăn đâu quá sao đâu. Thiệu má, không cay gì. Ừ, ý là không biết đúng không? Cả điện hay có những phát ngôn dễ thương nhỉ? Thì bạn ấy chẹn họng rồi gì, nó bao nhiêu lần rồi mà không. Bản thân là bạn cũng dễ thương mà. Bản thân bạn dễ thương. Tôi băn khoăn cái việc gọi là chim sẻ chọn máy bay. Chọn trứng xong đoán. Chọn trứng mà nó làm cho dâu càng cảm thấy như là mình bị khoét sâu vào cái nỗi đau mà mình đang muốn quên nó đi. Thực ra là cái sự bùng nhùng nó bùng nhùng lâu quá rồi. Và thỉnh thoảng một vài mối được gỡ ra xong nó lại quay về cái sự bùng nhùng đó. Nhưng chim sẻ và máy bay dường như vẫn còn là những cái bí ẩn mà chính hai người đang muốn khám phá. Chúng ta cùng xem tiếp, xem đến đâu. Em có lời khuyên gì cho chuyện của anh với dâu không? Em nghĩ là em không có câu trả lời. Em lạy chị chim sẻ. Chị, thế là dư nào? Như thế này nhá. Thật là khó đoán đấy. Dường như việc tuyên bố ngừng tìm hiểu dâu của máy bay không làm cho mối bất hòa giữa dâu và chim sẻ giảm đi, mà nó còn có dấu hiệu nghiêm trọng hơn. Trong lúc đó thì giữa cò và máy bay đã bắt đầu có một chút lăn tăn nhẹ. Trên hành trình á, có 4 người đàn ông. Anh máy bay tuyệt vời nhất. Nhưng chia sẻ có nói thêm là nhưng anh có cái mà anh máy bay không có. Khi nói chuyện với anh thì em thích nói chuyện hơn nói chuyện với anh máy bay. Nói về cuộc chiến giữa anh máy bay và anh cò thì cái mà cách mà hai anh thể hiện tình cảm của mình, cách mà hai anh giành lấy cái tình yêu của mình thì nó theo cách một cách là thụ động nhiều hơn là chủ động. Tức là tôi phát tín hiệu và tôi chờ tín hiệu đáp lại. Và thậm chí nhiều khi tôi không phát và tôi chờ tín hiệu phát trước. Hiện tại là em chưa tấn công chim sẻ. Em đang cho mình một khoảng lặng, một khoảng lùi để nhìn tất cả các thành viên sau khi mà chấm dứt với dâu. Nó có một vấn đề là tôi nhìn thấy máy bay lại phảng phất ở đâu đấy của bạn diễn giả. Tức là làm việc gì cũng phải tính toán. Tức là bạn lùi lại mà bạn còn biết rõ là mình đang lùi lại thì tôi bắt đầu ngưỡng mộ bạn máy bay. Bạn làm gì cũng tỉnh táo tới mức mà nó như là trong một trận đánh. Thế mà cuộc sống như thế thì mệt lắm, căng thẳng lắm. Đến bây giờ thì có lẽ là thấy hơi tiếc cho máy bay một chút. Bạn ấy có tất cả mọi điều kiện và ai kể cả bạn gái cũng thích, bạn trai cũng bảo là em thích anh máy bay nhất. Anh tuyệt vời nhất. Nhưng mà cuối cùng thì chính bạn ấy lại là người cản trở bạn ấy trong cuộc sống này. Cảm giác vậy. Thứ nhất là trong về tình yêu. Máy bay hiện tại là đang bị lầy lội trong cái mà mình bày ra. Trong cái trận cờ bạn ấy cũng đưa ra để làm sao mà tốt nhất cho tất cả mọi người và cho chính bạn ấy. Nhưng mà rồi cuối cùng đến một lúc nào đó bạn ấy không còn biết chính xác phải đi nước nào. Sáng nay, 7 thành viên đưa Luân đến lớp. Mẹ bỏ đi khi Luân mới 16 tháng tuổi. Trong suốt thời gian ấy, Luân chưa một lần được ba hoặc mẹ đưa đến trường. Dù vậy, cậu bé vẫn luôn là học sinh giỏi, là tấm gương của bạn bè toàn trường.
thưa thầy cô, tổng của chất đoàn, kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh. Em xin giới thiệu đây là những anh chị của bé Phan Ngọc Luân, hiện đang là học sinh của lớp 5A4. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ của Luân. Trước tất cả các bạn bè của mình, khuôn mặt của cậu bé háo hức, xen lẫn chút tự hào khi bên cạnh mình là những người anh, người chị, xóa đi phần nào nỗi mặc cảm của một cậu bé không cha không mẹ. Và dường như đó cũng là mong muốn của 7 thành viên khi họ quyết định sáng nay cùng Luân đến lớp. Trong nhật ký của Ròm ngày hôm đó đã có những dòng như thế này: thương Luân quá, sáng nay em rất vui và có lẽ có một chút gì đó tự hào vì các anh chị không họ hàng bà con này của em. Và có lẽ đã lâu lắm rồi em mới vui thế này. Trở về nhà, khi các thành viên đang chờ cơn mưa tạnh để tiếp tục công việc buổi chiều thì... Tôi gặp chim sẻ đi. Chim sẻ. Chim sẻ ơi. Máy bay gặp. Đâu cái túi vào đâu rồi? À, cảm ơn. Nó sắp đứt rồi nên thôi. Cho ăn bánh đạp. Ôm làm cái... Khi anh ra đây anh... ít nhất anh có một mục đích để nói chuyện với em. Tình cảm của em với cỏ đợt này tiến triển đâu rồi? Tốt không? Ừ. Ừ là sao? Tốt hay không tốt? Tốt là sao? Tốt như nào? Hay là đấy là không phải việc của anh? Là tốt. À tốt. Thế thôi chấm dứt. Thôi chấm dứt không hỏi về đấy nữa. Ok. Như một bức tường lửa, ý định quay lại với chim sẻ gặp phải trở ngại ngay từ phút đầu tiên. Dường như điều đó làm cho máy bay bối rối. Ngồi hả? Đúng rồi hả? Ngồi thì ngồi. Anh cũng mỏi, lưng đứng cả ngày rồi. Thôi, ngồi đây luôn này, ngồi đây thoải mái mà. Đây khô mà. Em có muốn ngồi trên ủng này không? Ủng này còn bẩn hơn cả đất. Em có lời khuyên gì cho chuyện của anh với dâu không? Em muốn nghe lời khuyên của em. Tại sao lại là em? Để ra lại hỏi khó cái gì vậy? Hả? Để ra lại hỏi khó cái gì vậy? Đâu có gì khó đâu. Em nghĩ là em không có câu trả lời. Đã từng nhận mình là kẻ tội đồ trong chuyện tay ba này. Khó để nói được việc làm của máy bay là đúng hay sai, nhưng ít nhiều nó đã đẩy sự xung đột của dâu và chim sẻ gần như lên đến đỉnh điểm. Nhật ký tối hôm đó của dâu đã có những dòng như thế này: nằm, ngồi, đi, đứng, ăn, uống mà cứ nghĩ tùm lum, lòng bối rối bồi hồi, nghẹn nước mắt, lặng trái tim buồn, ngắm cuộc vui, qua những hoài niệm, rồi một ngày, thức giấc tỉnh cơn say. Có những cơn say không dễ tỉnh, ít ra là với dâu trong lúc này, bởi cơn say đó đã kéo dài cho đến suốt buổi ăn tối bên nhà chú Trí. Dễ dàng nhận thấy khuôn mặt thẫn thờ của dâu với đôi mắt dường như chỉ trực chờ để được khóc trong tiếng nói cười rộn ràng của mọi người. Đúng rồi, nên dừng ở đây một chút. Em cảm giác rất là tiếc khi mà dâu đặt tình cảm cho một người như máy bay. Cũng chẳng tiếc. Với tính cách của dâu rất dễ bị gặp thất bại. Rất dễ bị gặp thất bại. Đây là một trong những cái thất bại, tất nhiên nó không quá bị đau đớn, nhưng với bản lĩnh mà không khéo thì nó sẽ trở thành một cái điều mà nó kéo chĩu người mình xuống mãi, không thoát ra được. Nhất là hàng ngày như này nữa, vượng máy bay và chim sẻ cứ cái đà này. Chỉ cần máy bay hở ra một chút nữa thôi là dâu sẽ tỏ tình với máy bay và đi về, bởi vì không chịu nổi. Bây giờ chúng ta tiếp tục sẽ xem là máy bay sẽ làm gì và chim sẻ sẽ nói gì với cò và hành động tiếp theo của dâu. Rất là khó, đúng, chúng ta cần phải nên chia sẻ và đồng cảm với dâu. Một cô gái yêu mãnh liệt. Tôi thích những người như thế. Anh cũng thích những người như vậy.
Tối hôm đó, hồi chiều em đi hẹn với máy bay. Anh có nghĩ gì không? Không. Anh cũng không biết. Không biết sao, không biết hứa cái gì. Nói chuyện như nó chưa có cảm giác mà phải... Phải suy nghĩ nhiều lắm đúng không? À, lóng ngóng, cái kiểu như mình chắc ở nhà lóng ngóng rồi... bậy bạ, không có nói gì ha, hay gì đó, chưa có. Thì nghe để biết thôi chứ cũng không có gì. Nhưng mà... em bằng bộ đồ chiều cho Thương. Anh nghĩ là máy bay có tình cảm đối với em không? Tình cảm mà để là hành trình anh máy bay một lần có chia sẻ với anh đó. Thì tính chia sẻ là tốt, biết nói chung là biết cách để người khác nói chuyện, biết cách để người khác nói chuyện với em, và biết lắng nghe và biết cách nói chuyện đó. Nhưng mà chia sẻ về cái tính cách một chút, nghe là chia sẻ về cái tính cách nổi bật gì đó một chút thì nó mới phù hợp với kiểu tiếp người bạn nó bay là. Đó, cái là như là thông minh như dâu như chẳng hạn, nhưng tính cách của dâu thì nhiều lúc có nó là nhiều lúc nó ăn rồi chờ nó ăn nó tuyệt vời, nhưng mà nhiều lúc cái mối quan hệ bên ngoài rồi cái chuyện cá nhân là chuyện đối xử như này đó nó không hợp, thì kiểu như hai người chồng lại với nhau á, giờ người này được đảm đang biết cách nói chuyện quan tâm người khác nè, rồi còn phải có tính cách nữa, thì anh không biết là nó bay cái tình cảm với em không. Nhưng mà để lên trình thì em có nên là người phù hợp. Nếu mà để lên trình thì em người phù hợp. Hiểu. Hiểu. Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất. Vì tình yêu mong manh tay em quá yêu mê. Người yêu ơi anh có biết em yêu anh hơn thế. Thật khó để biết giờ chim sẻ nghĩ gì. Và đây là những dòng trong nhật ký chim sẻ tối hôm đó. Một ngày với nhiều sự thay đổi. Và mình lại thấy đâu đó trong ánh mắt của anh máy bay có cái gì đó rất tình cảm. Bài hát đó mình hát, mình đã nghĩ về máy bay. Anh cò thì rất vô tư, anh không thể hiện cảm xúc nhiều. Em thích cò. Rất biết quan tâm, rất là tinh tế, rất lãng mạn chia sẻ. Và thực sự cò là một người, em nghĩ là một người đàn ông rất tốt. Dành để chia sẻ đúng không? Tôi băn khoăn là cái cô chim sẻ bây giờ này, cô đi bên cạnh anh cò, cô ấy hát, anh cò chắc chắn lúc đấy là rất là cà phê, hiểu không? Bởi thế mà sẻ. Xong cô lại ghi trong kia là hát bài hát dành cho anh máy bay. Em lại chị chim sẻ. Thế là dư nào? Như thế này nhá. Thật là khó đoán đấy. Qua 6 năm rồi và thường ấy là chỉ khoảng qua 4 hay 2 năm số thôi là chúng ta đã tìm thấy một nút gỡ. Và nó có thể là một kết thúc có hậu hoặc không có hậu, nhưng đương nhiên nó phải kết thúc. Nhưng mà cho đến giờ phút này chúng ta vẫn thấy một cái sự bùng nhùng và dường như căng thẳng càng ngày càng đẩy cao hơn. Đã có lúc chúng ta tưởng như là đỉnh điểm nhưng không, nó còn cao hơn nữa và chúng ta không thể đo được nó là ở đâu. Thưa quý vị và tất cả các bạn, hành trình kết nối những trái tim, nơi các bạn trẻ được trải nghiệm và nơi những người theo dõi chương trình luôn phải phỏng đoán. Và chúng ta hãy tiếp tục phỏng đoán và chờ đợi ở số tiếp theo của tuần tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Sau nhiều lần giận nhau rồi lại hòa giải, Rom và Gà Điện lại giận nhau thêm một lần nữa. Chim sẻ thì đang hoang mang khi đứng giữa máy bay và cò. Dầu cứ như người say bởi tình cảm của cô đã dành cho máy bay. Ngựa Văn thì ngày càng lặng lẽ vì con đường tình cảm của anh chàng dường như không có lối thoát. Câu chuyện tình yêu trên xe hồng sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón xem tập 284.